rời đi. Vào lúc này, Quan Gia Trái Chủ thường tới tìm bạn. Câu chuyện như vậy từ xưa đến nay rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo. Sư phụ thường nói cầu học tu đạo phải nhất môn thâm nhập. Cho dù là năm kinh tịnh độ tốt nhất cũng chọn một loại, chọn một trong đó mà tu. Mà đồng thời sư phụ cũng đang làm công việc hòa hợp đa nguyên văn hóa, nghiên cứu sâu và có lúc tán thán điển tịch của tôn giáo khác. Hai chuyện này có phải là rất mâu thuẫn không? Nhìn thì có vẻ mâu thuẫn, trên thực tế là một chuyện. Đây là sự khác biệt lý niệm khi người Trung Quốc và người nước ngoài cầu học, học đạo. Phương pháp mà tổ tiên mấy ngàn năm trước dạy chúng ta cũng giống như một cây đại thụ vậy. Bạn xem, bạn trồng cây. Trồng cây trước tiên phải có rễ. Rễ sanh gốc. Gốc lại mọc cành. Cành lại mọc nhánh, nhánh lại mọc lá. Cây này là trồng như vậy. Tổ tiên dùng ví dụ này để dạy chúng ta đạo lý này. Trước tiên chúng ta phải cắm rễ. Trung Quốc 2000 năm nay, Phật giáo truyền vào Trung Quốc, bất kể là thế gian pháp hay Phật pháp, bao gồm đạo cũng không ngoại lệ, đều phải cắm ba gốc rễ. Rễ truyền thống đại biểu nhà Nho, rễ nhà đạo cảm ứng thiên, rễ Phật giáo thập thiện nghiệp đạo. Ba gốc rễ này, sau khi cắm ba gốc rễ này thì bạn sẽ có đủ điều kiện để học thánh, học hiền, học Bồ Tát, học Phật. Bạn sẽ có đủ điều kiện này, có tư cách này. Sau đó làm sao học? Bất kể là kinh luận, bạn chỉ chọn một loại, nhất môn thâm nhập, trường kỳ quân tu. Bạn phải ghi nhớ, giống như trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói, pháp môn bình đẳng, không phân cao thấp. Hết thảy kinh điển Phật giảng trong 49 năm, đây là pháp môn, vô lượng pháp môn. Bạn chỉ cần học một môn. Chọn lựa như thế nào? Chọn môn nào bạn thích, sở thích của bạn. Bạn có thể hiểu được, không sinh ra chướng ngại đối với cuộc sống của bạn. Bạn chọn kinh luận này, chọn một loại, học xuyên suốt. Đây là một môn. Một môn này, thời gian tu học, trước đây chúng ta thường nói, chính là một lần hoàn thành tam học giới định tuệ. Bạn giữ quy tắc này là trì giới, ba gốc rễ là giới, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đây đều là giới. Từ giới bạn có thể đắc định. Bạn xem, bạn học một môn, mỗi ngày nghỉ một môn, bạn sẽ không nghĩ ngợi lung tung, tâm tình sẽ không gấp gáp. Tâm của bạn định, định tới một mức độ nhất định thì trí tuệ khai mở. Cho nên giáo học Trung Quốc là dạy bạn cầu trí tuệ, không phải điều khác. Sau khi trí tuệ khai mở liền thông đạt,
Không những một môn này thông, gọi là một kinh thông, hết thảy kinh thông, một pháp môn thông, hết thảy pháp môn đều thông. Đây là trí tuệ. Sau đó bạn mới học rộng, nghe nhiều, tất cả kinh luận đều có thể nghiên cứu. Tại sao vậy? Vô cùng dễ dàng. Bạn vừa tiếp xúc liền thông đạt. Một đạo lý, một nguyên tắc, bạn đều thông đạt. Cũng giống như cây này trưởng thành, cành lá hoa trái vô cùng sum suê. Mấy ngàn năm, năm nào cũng mọc cành mới, năm nào cũng nở hoa mới, kết trái thực sự, là cây sống. Đây là người Trung Quốc cầu học vấn. Tới lúc trí tuệ của bạn khai mở, không những có thể học tôn giáo của mình, xem tôn giáo khác, bạn vừa xem liền hiểu rõ. Hiểu rõ rồi, bạn mới thực sự biết được tất cả tôn giáo đều cùng một gốc rễ, cùng một cội nguồn. Nhưng chưa đạt tới trình độ này, đặc biệt là chưa đắc định, tâm thanh tịnh chưa hiện tiền. Nếu bạn học nhiều, tâm của bạn sẽ tạp, sẽ loạn, đánh mất cơ hội đời này khai ngộ của bạn. Bạn học rộng nghe nhiều, học được điều gì? Học được tri thức, không phải là trí tuệ. Tri thức và trí tuệ là hai chuyện khác nhau. Người nước ngoài cầu học, lý niệm của họ trái ngược với người Trung Quốc chúng ta. Lúc mới đầu họ học rất nhiều, cho nên nói học giống như kim tự tháp vậy, đấy rất lớn, điều gì cũng học, dần dần càng học càng nhọn. Tới sau cùng họ mới chuyên. Họ từ rộng tới chuyên. Chuyên của họ thực sự giống kim tự tháp. Trình độ cao nhất là lấy được bằng tiến sĩ, lấy được đỉnh tháp. Đỉnh tháp không thể lên trên được nữa. Không giống cây, cây là sống, cây dần dần mọc lên cao. Cho nên nước ngoài đến đỉnh điểm thì không còn cách nào tiến lên được nữa. Cho nên lý niệm của Trung Quốc trái ngược với kim tự tháp. Trước tiên chuyên nhất, sau đó mới rộng lớn, cành lá sum suê. Cho nên Trung Quốc ví với cây dễ hiểu, người nước ngoài ví với kim tự tháp dễ hiểu. Đây là lý niệm học không giống nhau. Người nước ngoài coi trọng tri thức, người Trung Quốc coi trọng trí tuệ. Hiện nay thế giới của chúng ta gặp phải vấn đề khó khăn, thực sự là gặp khó khăn. Vấn đề xã hội hiện nay quá phức tạp. Vấn đề quý nhiều lớn hàng đầu chính là xung đột. Quá nhiều xung đột. Trong gia đình, vợ chồng xung đột, ly hôn chính là vợ chồng xung đột. Vợ chồng xung đột sẽ kéo theo cha con xung đột, anh em xung đột. Lúc bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ xung đột với lãnh đạo, xung đột với bạn bè. Phiền phức này lớn rồi. Cho nên không ít lãnh đạo đất nước đều canh cánh trong lòng, thế giới này sẽ còn có hòa bình không? Vì chuyện này mà năm nào Liên Hợp Quốc cũng họp, mỗi năm không biết họp bao nhiêu lần. Từ 1970 đến nay 38 năm, chuyên gia trên toàn thế giới đều không có cách nào
Tôi ở nước Úc có cơ duyên thay mặt trường đại học, tôi tham gia hội nghị mười mấy lần. Xung đột này có thể hóa giải không? Trí tuệ của người Trung Quốc có thể, phải dùng cách của người Trung Quốc. Người Trung Quốc không họp, từ xưa đến nay chưa từng nghe mở cuộc họp giải quyết vấn đề. Dùng phương pháp gì? Mở trường dạy học. Mấy ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta nói với con cháu đời sau, những nước quảng dân dạy học làm đầu, xây dựng chính quyền. Củng cố chính quyền. Quốc thái dân an. Dựa vào điều gì? Dựa vào giáo dục. Người Trung Quốc hiểu giáo dục nhất. 5.000 năm nay, đoàn thể lớn như vậy, một nhóm dân tộc đích thực ổn định và hòa bình lâu dài, thái bình tịnh thế. Điều này người nước ngoài nghiên cứu lịch sử Trung Quốc không ai không hâm mộ. Rốt cuộc họ dùng phương pháp gì? Dùng giáo dục. Con người dạy tốt được, xem bạn dạy như thế nào. Giáo dục quan trọng. Khi bạn hiểu được đạo lý này, giáo dục hiện nay, rất nhiều đất nước khu vực xem nhẹ giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Dạy những điều gì? Dạy khoa học kỹ thuật. Ngoài khoa học kỹ thuật ra, ảnh hưởng của giáo học lớn nhất hiện nay đó là TV, truyền thông, mạng Internet. Tại sao vậy? Mỗi người đều xem, ngày ngày đều tiếp nhận. Vậy những điều gì? Bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng. Sau đó bạn liền biết được xung đột trên thế giới từ đâu mà có, từ dạy mà ra. Ngày ngày đều đang dạy. Bạn muốn cầu xã hội an định thì phải cấm hết thảy những giáo học tiêu cực này. Nếu như truyền thông, TV, mạng Internet, ngày ngày đều dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, thiên hạ liền thái bình. Rất nhanh có thể khôi phục. Tại sao vậy? Đây là giáo dục nhân tánh. Chúng ta khẳng định, chúng ta tin sâu không nghi ngờ lời tổ tiên nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bản tánh con người vốn thiện, hết thảy bất thiện là tập tánh. Tập tánh có thể sửa được, bản tánh có thể khôi phục được, chỉ cần dạy tốt. Trong hội nghị Liên Hợp Quốc, chúng tôi nhiều lần đưa ra những báo cáo này. Nhưng mà những báo cáo này có ảnh hưởng, mọi người nghe xong rất hoan nghỉ, nhưng mà không có tín tâm. Nói báo cáo này là lý tưởng, không phải sự thật. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, làm sao giúp đỡ những người làm công việc hòa bình này sinh khởi tín tâm đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc? Chúng tôi mới nghĩ ra một phương pháp. Chúng tôi xây dựng một trường học thực nghiệm cho họ thấy.
Cho nên vào tháng 11 năm 2005, chúng tôi xây trung tâm ở trấn nhỏ Thang Trì, An Huy làm thực nghiệm này. Dân số ở trấn nhỏ này khoảng 48.000 người. Chúng tôi dùng đệ tử quy để dạy học, 37 thầy cô giáo. Trước tiên bản thân thầy cô phải làm được, bản thân làm không được thì không thể dạy người khác. Người dạy người khác trước tiên nhất định phải dạy mình trước. Các thầy cô đều làm được, rất hiếm có. 2 tháng là làm được. Bạn xem nhanh biết bao. Thầy cô giáo lại đến từng thôn, đến mỗi hộ dân, thân giáo, làm ra tấm gương cho mọi người thấy. Như vậy mới cảm động. Chúng tôi vốn cho rằng phải 3-4 năm mới có hiệu quả, không ngờ 3-4 tháng mà hiệu quả vượt trội. Vì vậy chúng tôi đã tổ chức một sự kiện quy mô lớn tại trụ sở UNESCO ở Paris vào năm 2006, 3 ngày, giới thiệu kinh nghiệm ở Thang Trì cho Liên Hợp Quốc, giới thiệu tới toàn thế giới, sinh ra hiệu quả rất lớn. Chứng minh bản tánh con người vốn thiện, chứng minh con người rất dễ dạy. Phương thức này mới thực sự có thể hóa giải xung đột, thực sự có thể đưa thế giới tới an định hòa bình. Chúng tôi làm thành công rồi. Trung tâm ở Thang Trì giao cho chính phủ. Chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ rất nghiêm túc phổ biến. Đích thực có thể hóa giải xung đột, có thể đưa thế giới tới an định hòa bình. Đây là chuyện tốt. Còn có rất nhiều nơi tới tìm tôi, tôi bằng lòng giới thiệu cho họ. Họ muốn mời tôi làm, tôi nói không được, tuổi tác của tôi quá lớn, làm gì có người nào 83 tuổi còn làm những chuyện này. Cho nên tuổi già của tôi, chúng tôi chỉ cùng nhau giảng kinh Hoa Nghiêm là được. Những chuyện khác tôi không làm nữa. Những hoạt động quốc tế đại khái năm nay còn tổ chức một lần, nghiêm túc làm tốt công việc đoàn kết tôn giáo này, giới thiệu cho Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vô cùng hy vọng tương lai Liên Hợp Quốc có thể mở trường đại học tôn giáo thế giới, đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới, mở trường đại học đa nguyên văn hóa, đoàn kết tất cả dân tộc trên thế giới. Làm tốt 2 chuyện này, trên thế giới vĩnh viễn hòa bình. Chúng tôi đang nỗ lực làm. Còn về thành quả, chúng tôi không nghĩ tới, chỉ quan tâm cày cấy, không hỏi thu hoạch. Sau khi những báo cáo này giới thiệu xong, đối với những chuyện này chúng tôi không hỏi tới nữa, viết dấu chấm câu, quay lại làm công việc bổn phận của chúng tôi.
Công việc bổn phận của người xuất gia Phật giáo chính là giảng kinh dạy học. Không còn xuất hiện những chuyện ngoài lề nữa. Công việc hòa hợp đa nguyên văn hóa mà hiện nay chúng tôi đang làm, đây đều là cách làm bất đắc dĩ. Hy vọng dẫn đầu như vậy, sau này có người trẻ tuổi tiếp nhận làm tiếp. Chuyện này không có mâu thuẫn, có thứ tự trước sau, không giống nhau. Lúc mới học phải nhất môn thâm nhập, phải trường kỳ huân tu. Sau khi bạn học có thành tựu, bạn có thể phát dương quang đại, bạn có thể học rộng nghe nhiều, ghi nhớ. Câu thứ ba trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện của Cử Phật nói: pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là học rộng nghe nhiều. Nhưng mà phía trước là không cho phép. Bạn xem phía trước, điều đầu tiên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện dạy bạn phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây chính là tu hành của bạn, học tập của bạn. Vì điều gì? Vì độ chúng sanh. Độ chúng sanh dùng lời hiện nay mà nói, phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Lúc phục vụ cho hết thảy chúng sanh, bạn phải có đức hạnh, phải có học vấn. Cho nên điều thứ hai là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Trong phiền não quan trọng nhất là tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Phải đoạn tận những điều này, đức hạnh của bạn thành tựu rồi. Đức hạnh thành tựu vẫn cần học thuật pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên người mới học như chúng ta chú trọng đức hạnh, đức hạnh chú trọng nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Sau khi đức hạnh thành tựu, bạn mới học rộng nghe nhiều, nghiên cứu rộng rãi. Giống như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, đó chính là học rộng nghe nhiều. Trước khi tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử ở trong pháp hội của Văn Thù Bồ Tát, đó là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tốt nghiệp mới học rộng nghe nhiều. Cho nên đó là hai giai đoạn. Câu hỏi tiếp theo: chúng con là một công ty bồi dưỡng ở Bắc Kinh, từ chủ tịch công ty cho tới nhân viên đều là đệ tử Phật. Tông chỉ của chúng con là thông qua bồi dưỡng, phương tiện thiện xảo độ hóa càng nhiều chúng sanh có duyên hơn. Hiện nay công ty chuẩn bị bồi dưỡng cho lãnh đạo các tỉnh trên toàn quốc. Chúng con nên phương tiện thiện xảo như thế nào để kết hợp Phật Pháp với công việc của họ càng tốt hơn? Xin lão Pháp Sư từ bi khai thị. Sự kết hợp tốt nhất chính là giáo dục đạo đức. Xã hội hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, đổi mới từng ngày, từng tháng. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Vấn đề xuất hiện ở chỗ con người thiếu tâm đạo đức. Chỉ cần đem luân lý là nói quan hệ, để mọi người hiểu được quan hệ giữa người với người. Điều này vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên trong luân lý nói phụ tử hữu thân, quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ vua tôi, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè. Hiểu rõ quan hệ này, sau đó bạn mới có thể biết được làm tròn nghĩa vụ. Cha hiền con hiếu, đây là đức. Vua nhân tôi trung, đây là đức vua tôi.
chồng nghĩa vợ đức, đức vợ chồng, bạn bè có tin tưởng, thành tín. Quan hệ là tự nhiên, không phải do ai sáng tạo phát minh ra. Cho nên quan hệ là đạo, gọi là đại đạo, luân thường đại đạo. Thuận theo đạo chính là đức. Cho nên người Trung Quốc xưa dạy chúng ta bát đức. Bát đức có hai cách nói: loại bỏ bốn điều lặp lại, tổng cộng có 12 chữ. Khởi tâm động niệm, lời nói hành vi của chúng ta không rời 12 tiêu chuẩn này, thiên hạ liền thái bình. Mỗi người đều có được một đời hạnh phúc mỹ mãn. 12 chữ này là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đệ tử quy chính là 12 chữ này. Trong cảm ứng thiên vẫn là 12 chữ này. Những điều nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật giáo cũng là 12 chữ này. Làm sao thực hành 12 chữ này? Ba gốc rễ là thực hành cụ thể. Bạn làm ra 12 chữ này trong hoạt động của các bạn, dạy tốt mọi người, không những kết hợp Phật Pháp với công việc của họ, giáo học truyền thống Trung Quốc, ba nhà Nho Thích Đạo đều có thể dung hợp cùng nhau. Bạn nắm lấy tổng cương lĩnh của 12 chữ này, nắm lấy quan hệ ngũ luân. Mỗi người đều biết quan hệ này, mỗi người đều có thể thực tiễn luân lý đạo đức. Còn một điều quan trọng nữa, đó là giáo dục nhân quả. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Trong cảm ứng thiên nói rất nhiều, giảng rất rõ ràng, đừng coi thường. Chu An Sĩ thời nhà Thanh nói một câu. Ông nói, người người tin nhân quả, đó là con đường để thiên hạ đại trị. Người người không tin nhân quả, đó là con đường khiến thiên hạ đại loạn. Hai câu này nói rất hay. Tại sao vậy? Người tin nhân quả không dám làm chuyện xấu. Sát sanh phải đền mạng, ai dám làm chuyện xấu? Mượn tiền phải trả, bất kể dùng thủ đoạn gì. Để lừa gạt tiền tài của người khác, tương lai phải trả nợ. Không những phải trả nợ, còn phải trả thêm lãi. Cho nên người hiểu được nhân quả sẽ không làm những chuyện này. Nếu như nói giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả có thể phổ cập, xã hội liền an định, không còn xung đột nữa.
thiên hạ thái bình. Chúng ta có thể lãnh hội được mỗi một dân tộc trên toàn thế giới này, thánh hiền sư của họ giáo hóa người trong tộc đều không rời khỏi ba điều: luân lý, đạo đức, nhân quả. Tất cả tôn giáo cũng không ngoại lệ. Chúng tôi tiếp xúc tôn giáo rất nhiều, trong kinh điển của tất cả tôn giáo giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả, đại khái đều giống nhau. Thật sự là cơ bản giống nhau. Như thập tiền của Phật giáo, trong kinh điển mỗi tôn giáo đều có. Giảng hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, trong mỗi tôn giáo đều có. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Chúng tôi đề xướng tôn giáo thế giới là một nhà. Tôn giáo có thể đoàn kết. Người làm tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới này đại khái chiếm khoảng hơn 70% tổng dân số trên thế giới. Khi nhiều người tín ngưỡng tôn giáo như vậy có thể đoàn kết lại, thế giới này sẽ hòa bình. Trên thế giới sẽ không còn tranh chấp nữa. Đây là chuyện tốt. Câu hỏi thứ 8. Bên trong khu bảo tồn thiên nhiên có động vật ăn thịt như gấu, hổ. Người chăn nuôi mang gà sống và động vật nhỏ cho hổ, gấu ăn, để ở trên cây cho du khách tham quan. Còn có những người bày sạp kinh doanh ở công viên, trong lòng của họ để sóc, thỏ, để cho du khách chơi trò ném vòng. Con vật nào bị ném trúng sẽ thuộc về du khách đó. Những động vật này vô cùng đáng thương, nên làm thế nào mới tốt? Những điều này trong nhân quả gọi là báo ứng. Đây đều là trả mạng, trả nợ. Những động vật này trước đây ăn thịt động vật khác, đời này chúng tới trả nợ. Những động vật nhỏ bị mang cho hổ ăn, chúng mắc nợ hổ. Người nuôi dưỡng là trung gian của chúng. Công việc này không phải là công việc tốt, là công việc sát sanh. Bạn nói những con gấu, con hổ này có thể không ăn thịt sao? Có. Trong cửa Phật có những chùa lớn có công viên phóng sanh. Trong công viên phóng sanh cũng có người phóng sanh hổ. Con hổ đó ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Còn có hổ nghe kinh niệm Phật, sau cùng chúng cũng có thể giảng sanh. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, kinh là Phật nói, chú giải là tổ sư nói. Chúng tôi học kinh này thì dựa theo ba vị trợ giảng. Thứ nhất là Đại sư Thanh Lương, thứ hai là Trượng Giả Lý, thứ ba là Pháp sư Đạo Bái viết cuốn Hoa Nghiêm Kinh Sớ Luận Soạn Yếu. Trượng Giả Lý và Đại sư Thanh Lương là người thời Đường, Pháp sư Đạo Bái là người thời Càn Long nhà Thanh.
Chúng tôi dựa vào sự chỉ dẫn của ba vị đại đức này để học Hoa Nghiêm. Trong đó cuốn Hợp Luận của Trưởng Giả Lý là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Khi đó muốn tìm một nơi có hoàn cảnh thanh tịnh viết sách, ông ấy vào sâu trong núi tìm. Trên đường đi gặp một con hổ. Ông ấy nói với con hổ: ta muốn viết chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm, ngươi có biết núi này có nơi nào tốt, có thể giúp ta hoàn thành công việc này không? Con hổ dẫn đường, đưa ông tới một sơn động. Sơn động này là nơi ở của bầy hổ. Con hổ này sống ở đây. Trưởng Giả Lý nhìn trúng nơi này, con hổ dọn nhà đi. Tất cả đều dọn đi, nhường nơi này cho trưởng giả. Hộ thông đạt nhân tình, không làm hại người. Trưởng Giả Lý sống trong sơn động. Ngày thứ hai phát hiện có hai bé gái tới chăm lo cuộc sống của ông. Buổi tối hai bé gái này trở về nhà, sáng sớm liền tới phục vụ ông. Mà cho tới khi viết xong chú giải Kinh Hoa Nghiêm thì không nhìn thấy hai bé gái này nữa. Bạn xem, thời gian dài như vậy, Trưởng Giả Lý chưa từng hỏi qua họ, họ tên gì, họ sống ở đâu, không hề, không nói một câu nào. Một lòng chuyên chú vào kinh giáo. Sau khi hoàn thành kinh giáo, muốn cảm ơn hai bé gái này, không thấy đâu nữa. Ông nghĩ rằng có thể họ sống ở thôn trang gần đây, tới thôn trang gần đó hỏi thăm, không có. Hai bé gái tới chăm sóc ông. Chắc chắn không thể nói là nhìn nhầm được. Họ sống cùng nhau. Lúc viết bộ kinh này, tôi nghĩ ít nhất cũng phải một năm. Không mất một năm thì không thể viết ra được. Chuyện này ông ấy có viết trong lời tựa. Cảm kích hai người tới chăm sóc ông, cảm kích con hổ đã nhường nơi ở cho ông. Cho nên hết thảy động vật đều thông linh tánh, có thể khuyên bảo chúng có được thân này. Muốn ăn thịt lại phải sát sinh, lại kết oán thù với chúng sanh. Món nợ này không cách nào trả hết được, tương lai đều phải trả, hà tất phải như vậy. Cho nên có thể khuyên những động vật ăn thịt này đổi sang ăn chay. Khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu hỏi tiếp theo: có một số nơi sản xuất bánh mì dùng rất nhiều côn trùng làm nguyên liệu. Những côn trùng này đều do nhân công nuôi, một năm kiếm rất nhiều tiền. Nhưng những người ăn bánh mì này ăn rất nhiều côn trùng, nhân quả này ai sẽ chịu trách nhiệm? Làm thế nào mới có thể thay đổi cách làm này, giúp loài người ăn được thực phẩm lành mạnh? Đây là một vấn đề lớn của xã hội hiện nay. Bởi vì những thứ chúng ta ăn hiện nay không chỉ là đồ ăn, hay cả nước uống cũng càng ngày càng không lành mạnh. Thật là trong
Kinh Vô Lượng Thọ 3.000 năm trước Đức Phật đã nói tới, đó đều là nói hiện nay. Người hiện nay uống đắng ăn độc, bạn xem con người sống trên thế gian này đáng thương biết bao. Tình hình này không dễ dàng thay đổi. Tại sao vậy? Những năm này sử dụng lượng lớn phân bón hóa học, thuốc hóa học, dùng những thứ hóa học này khiến thổ nhưỡng đều có độc. Phàm là thực vật mọc ở trong đất này đều mang kịch độc. Phải làm thế nào? Ngay cả cây cối, hoa quả cũng mọc trên mặt đất này. Khi đất đai có độc thì không có thứ nào không có độc. Nước ô nhiễm, động vật sống dưới nước cũng có độc tính. Cho nên con người sống trong hoàn cảnh hiện tại, ăn uống là vấn đề lớn. Những loại virus này mang lại những căn bệnh nguy hiểm cho con người, cho nên bệnh kỳ quái càng ngày càng nhiều. Đây là do loài người tự mình tạo ra, tự mình phải chịu báo ứng này. Chúng ta không thể không biết điều này. Giống như lời cảnh báo của các nhà tiên tri nước ngoài rất đáng sợ. Nhà khoa học cũng đưa ra lời cảnh báo. Nếu như chúng ta không mau chóng cải thiện môi trường sinh thái tự nhiên, nhà khoa học nói với chúng ta 50 năm sau trái đất này không còn thích hợp cho loài người sinh sống nữa. 50 năm rất nhanh. Thậm chí đến lúc đó không khí cũng có độc, bạn phải làm sao? Cho nên đây đích thực là vấn đề lớn. Khoa học không tìm được phương pháp giải quyết, nhưng trong Phật Pháp có. Nhưng mà con người không tin tưởng, con người luôn cho rằng Phật giáo là mê tín, là tôn giáo. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, giảng cho chúng ta cội nguồn của vũ trụ, cội nguồn của sanh mạng, giảng rất thấu triệt. Nếu như lòng người có thể đoạn ác tu thiện, núi sông đại địa toàn bộ đều thay đổi. Là đạo lý gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên chúng ta học kinh giáo cũng thường nhắc tới. Tôi thường nói thế giới cực lạc không hề khác thế giới của chúng ta. Tại sao thế giới đó lại tốt đẹp như vậy, còn thế giới của chúng ta tai nạn nhiều như vậy, bệnh tật nhiều như vậy? Không ngoài điều gì khác, người ở thế giới cực lạc là người thượng thiện, không ai có ác niệm, ý niệm đều không có,
làm sao có lời nói hành vi được. Cho nên lòng người của thế giới cực lạc thiện, tư tưởng thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, không có điều nào không thiện. Chiêu cảm núi non đại địa, cây cối hoa cỏ, tận thiện tận mỹ. Thế giới hôm nay của chúng ta, do bởi người sống trên trái đất này, tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, cho nên chiêu cảm núi non đại địa, cây cối hoa cỏ, không thứ nào là thiện. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, mau chóng quay đầu, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, chúng ta có thể tin tưởng 3 năm thì tai họa tự nhiên của trái đất này đều không còn nữa. Vấn đề là lòng người hiện nay có thể quay đầu không? Có thể giác ngộ không? Không thể quay đầu, vậy thì giống như lời nhà khoa học nói, trái đất này sẽ bị hủy diệt. Sau khi hủy diệt lại sanh khởi từ đầu, lại bắt đầu từ thời đại nguyên thủy. Vậy thì đi con đường này. Cho nên đồng tu học Phật phải biết, phải có tính tâm kiên định. Mọi người không thể quay đầu thì một mình tôi quay đầu. Trong Phật Pháp nói cộng nghiệp, biệt nghiệp. Một mình tôi quay đầu, đây là biệt nghiệp của tôi. Một người quay đầu, một người sẽ sanh tới nơi tốt đẹp. Nơi tốt đẹp nào? Nơi tương ưng với thiện niệm, thiện hạnh của bạn. Bạn sanh tới nơi đó. Ác niệm, ác hạnh sanh tới nơi tương ưng với họ. Quyền lợi này bản thân chúng ta có. Chúng ta có quyền lợi chọn lựa thay cho bản thân. Giới thiệu cho người khác, họ có thể tin tưởng rất tốt, họ không tin tưởng cũng rất tốt. Trong A Lại Gia Thức trồng một hạt giống, nhưng mà ác niệm, ác hạnh của họ vẫn có quả báo. Điều này không thể tránh khỏi. Câu hỏi tiếp theo. Nông dân phá hoại rừng diện tích lớn, có người xây ao nuôi cá, nuôi cá bán cho người khác ăn, còn để cho người khác tới câu cá giải trí, một ngày kiếm rất nhiều tiền, đây cũng là sát nghiệp. Còn có dùng lồng nuôi cá ngoài biển, liệu có liên quan trực tiếp đến động đất dưới đáy biển không? Trong Kinh Phật nói với chúng ta, quan hệ trực tiếp đến động đất là lòng người bất bình, lòng người oán hận, lòng người phẫn nộ. Chiêu cảm động đất, đây là trực tiếp. Nuôi cá là lòng tham của con người. Sát nghiệp do tham lam tạo thành, gọi là sát tham. Đương nhiên có liên quan, nhưng không liên quan trực tiếp. Liên quan trực tiếp là bất bình. Phật nói với chúng ta, nạn nước là tham dục.
giống như hiện nay mực nước biển dâng lên, hai cực của trái đất, tuyết trên núi cao nhanh chóng tan chảy. Chuyện này có liên quan đến tham. Tham và nước liên quan đến nhau. Sân hận liên quan đến lửa. Núi lửa phun trào, đây thuộc về sân hận. Nhiệt độ trái đất nóng lên thuộc về sân hận. Oán hận bất bình mới xuất hiện những vấn đề này. Nếu như chúng ta thật sự, nếu như những người sống trên trái đất này không có tham sân si, đều đoạn hết tham sân si mạng nghi không còn nữa, núi sông đại địa trên thế giới này của chúng ta không hề khác thế giới cực lạc, vĩnh viễn không có những tai họa này. Trong Phật Pháp nói, động vật, thực vật, khoáng vật, đều không rời khỏi cảm ứng tâm linh. Động vật có tâm linh, thực vật có hay không? Có. Khoáng vật thì sao? Khoáng vật cũng có. Cho nên vũ trụ quan trong Phật giáo Đại Thừa, cả vũ trụ là thể hữu cơ, cũng tức là nói đều có linh tánh, không có thuần vật chất, không có linh tánh, không tìm được thứ nào thuần vật chất không có linh tánh. Cội nguồn của vũ trụ, vật chất và tinh thần là đồng thời, không thể tách rời. Có vật chất thì có tinh thần. Những năm nay chúng ta rất hiếm có xem được thí nghiệm nước của tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật. Nước là khoáng vật, không phải là sinh vật. Kết quả thí nghiệm chứng minh nước có linh tánh, nước có thấy, nghe hay biết. Kinh Phật nói với chúng ta, bất kể vật chất nào cũng đều có thấy, nghe hay biết. Không chỉ là nước. Cho nên tôi nói với tiến sĩ Masaru Emoto, nghiêm túc cố gắng làm thí nghiệm khoa học. Ông lại thí nghiệm thử cát bùn, cũng có thấy, nghe hay biết. Không chỉ có nước. Hy vọng phương diện thí nghiệm ông ấy làm mở rộng ra, có thể chứng thực lời Phật nói trong kinh. Tiếp theo còn có một câu hỏi. Gần đây có một đồng tu yêu cầu giúp đỡ in Kinh Kim Cang, bởi vì chồng của cô ấy bị bệnh lạ, trong nháy mắt tim phát lạnh, toàn thân lạnh cống ngay lập tức, huyết áp tăng đột ngột gây sốc, đưa tới bệnh viện không cần chữa cũng bình thường, ở nhà mọi lúc đều có khả năng phát bệnh. Cô ấy biết đây là bệnh nghiệp chướng, tụng kinh ấn tống, kinh sách hồi hướng. Bản thân người bệnh làm nghề biên tập, cha anh ấy làm công việc giết mổ trong kho lạnh. Liệu có thuộc về cảm ứng nhân quả ba đời không? Rất có khả năng, bởi vì tình hình bệnh của anh ấy có chút giống với cha anh ấy làm việc giết mổ trong kho lạnh. Hơn nữa, bản thân lại làm công việc biên tập. Làm nghề biên tập
tức là người làm tin tức. Nếu như những điều bạn viết, những điều bạn báo cáo là tích cực thì vô lượng công đức. Nếu như là tiêu cực, viết những chuyện sát đạo, dâm vọng, tạo tội nghiệp liền nặng. Nghiệp nhân quả báo chỉ trong một niệm. Hy vọng bản thân anh ấy có thể quay đầu là bờ. Từ nay trở đi, không viết những tác phẩm dạy trộm, dạy dâm nữa. Cần tuyên dương luân lý, đạo đức, nhân quả nhiều hơn thì bệnh của anh ấy sẽ khỏi. Vì vậy, anh ấy nên xem Liễu Phàm Tư Huấn, đặc biệt là Du Tịnh Ý Công, Ngộ Táo Thần Ký. Những quyển sách này có lợi ích lớn đối với anh ấy, có hiệu quả hơn cả in Kinh Kim Cang. Tiếp theo, có một câu hỏi, mặc dù đã hết thời gian, tôi đọc câu hỏi một chút. Câu hỏi cũng không dài. Hiện nay, phụ nữ ăn mặc rất khở khang, dễ khiến người khác sanh khởi tà niệm. Xin hỏi liệu họ có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Chắc chắn phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tốt rồi, hôm nay đã hết thời gian. Chúng ta trả lời tới đây thôi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.